Anh em đang muốn tìm mua nick có thể vô cực 11, AK rồng lộn hay là Ska thần tình yêu? Hãy đến ngay với shop lão gió.vn, shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn. Giá thì học sinh nhưng mà chất lượng thì lại phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop bác chính thức và duy nhất hợp tác với mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là lão gió đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có buổi tối thật tốt lành nhé. Hôm nay mình vào game để chơi, nhưng mà có một điều là mình khá là buồn. Đó là cái ba lô ở cái sự kiện Free Fire CS ấy, nó lại được bán lại rồi. Cái sự kiện FFCS diễn ra còn chưa hơn 2 tuần mà cái vật phẩm ở trong sự kiện đấy đã được bán lại. Càng ngày thì Ghana càng chứng minh rằng là tất cả những cái vật phẩm mà cày được trong sự kiện thì sau này đều có thể mua lại bằng tiền. Đâm ra là những món đồ trong sự kiện của chúng ta nó bị mất đi cái chất gọi là độc và lạ rồi. Nó không còn là một món đồ trong sự kiện nữa, cũng không phải là một món đồ để sưu tập trong cái sự kiện đấy, mà nó chỉ là một món đồ bán trong shop thôi. Mà như vậy thì gần như là nó mất hết giá trị của món đồ đấy rồi. Quá chuẩn luôn. Hơi buồn anh em ạ. Nhưng mà thôi, kệ thôi, Ghana mà. Thế này thì những cái bạn mà kiểu có một chút kim cương thì đâu cần phải cày sự kiện gì đâu, đồ vẫn đề huề luôn. Nhưng mà thế thì thiệt cho mấy bạn cày sự kiện thôi. Mình thì mình thích cái ba lô thỏ song sinh này hơn, tại vì là mình cũng chưa có. Còn cái ba lô FFCS ấy, thực sự thì nó cũng không đẹp cho lắm, nhưng mà vẫn bán lại được. Chẳng hiểu kiểu gì. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà nói về ba lô mới nhớ là tính ra là mình cũng có nhiều ba lô phết đấy chứ, đâu phải ít đâu. Có nhiều cái nhìn cũng đẹp phết đấy chứ. Rồi, hết rồi. Ngoài cái sự kiện bán lại cái ba lô ra thì chúng ta cũng có một món đồ mới, đó là gói hỏa quyền sư. Thì cái bộ trang phục này lấy cảm hứng từ cái bộ truyện mà diệt quỷ cứu nhân. Thì cái bộ đó thì mình cũng coi gần hết rồi, nhưng mà mình thấy nó cứ có gì đấy hơi sai sai anh em ạ. Bộ đồ này với lại bộ đồ của anh chàng hơi thở của lửa ấy giống nhau như hai giọt nước, mỗi tội là một giọt thì là giọt Coca, còn một giọt thì là giọt Pepsi. Giống nhau về giọt nhưng mà cái chất thì nó lại khác nhau hoàn toàn. Cái bộ hơi thở của lửa kia, ông kia mặc đẹp như thế mà vào đây nó lại thành ra như thế này. Quá buồn không? Ô, ra một gói này. Quý bà hỏa quyền anh em ạ. Mà thực ra là cũng không thể nào mà làm giống 100% trong chuyện được, tại vì là mình nghĩ là nó sẽ liên quan tới vấn đề bản quyền. Nhưng mà nếu như mà liên quan đến vấn đề bản quyền thì đâu có được lấy gọi là ý tưởng đâu ta. Thường thường là người ta sẽ phải hợp tác trước hoặc là làm việc trước với bên đó, xong mới bắt đầu lên ý tưởng và vẽ trang phục, giống như là nhân vật Chrono anh em đấy. Sắp tới thì không những là mình cái bộ truyện gọi là diệt quỷ cứu nhân đâu, mà bên Ghana sẽ hợp tác với rất là nhiều bộ truyện khác, chẳng hạn như là Saitama, còn sau này nếu như mà tiến xa hơn được nữa thì có thể là One Piece hoặc là Naruto đó. Hai cái bộ truyện là mình thích nhất. Có vẻ như là cái bộ nam này hơi khó ra anh em ạ, nãy giờ là cũng hơi chát rồi đấy. Nghỉ một chút nha anh em, quay liên tục toang lắm. Nghỉ một tí thôi mình sẽ quay lại. Đây, ra không? Wow. Rồi ôi, ra luôn rồi. Mất mấy ca kim cương của mình chứ ít đâu. Mà tự dưng là giờ mình mới nhận ra là cái bộ trang phục này đi đôi dép tông Lào anh em ạ. Tự dưng thấy nó kém sang thế nhở. Như đã hứa với anh em, đến hẹn chúng ta lại lên. Hôm nay sẽ là một trận đấu đi ghép ngẫu nhiên. Và mình vừa thấy một người chạy qua. Chạy đấu nhở? Bạn gì ơi? Nope. Ôi, ôi tâm ghê vậy. Hổ báo kìa. Hổ báo trưởng mẫu giáo này. Đùa với mình nhỉ? Đồng đội của mình đang ngay đằng sau, thế mà lại tính húp mình. Mà tính ra là hình như là súng của bạn ấy bị yếu hay sao ấy. Chứ bình thường mà lúc đầu game ấy, mà chưa có mũ gì ấy, mà vuốt tâm một cái như thế là kiểu gì cũng chết rồi. Đằng này lại không đủ đam để chết. Nhỏ. Quá nhỏ. Nhưng mà quay lại, đồng đội của mình đâu hết rồi? Chưa kịp đọc tên đồng đội thì đồng đội đã xong hết rồi. Có một bạn tên là Trung này, một bạn tên là mẹ dặn cân gì đấy, cân 13 à. Còn một bạn thì chịu rồi, không dịch được, toàn dấu chấm hỏi không à. Không biết là cân được ai hay chưa, nhưng mà bỏ lại một mình thế này. Úi, tí nó vào đầu nhá. Nope.
Có hai người anh em ơi. Nope. Nope. I'll have to ask my accountant about that. Rồi, mình nhảy đây. Xung quanh đây toàn là người. Nguy hiểm cận kề. Kiếm cây súng cận chiến trước xong rồi tính tiếp. Alo ba à? Không, cái mình cần bây giờ là một cây súng tầm gần cơ. Băng đạn. Ý, anh em thấy chưa? Săn mình kìa. Bạn ơi, gió đông cận kề. Nơi bình yên nhất là về với đất. Đó. Nó ở cái tầm chất. Rồi, gục 2. Tính móc mình mà được à. Ui, con gái anh em ạ. Thảo tạ luôn chứ. Ghê đấy. Bạn rất là hay. Nhưng mà mình rất là tiếc. Trên kia thì có người cứu được mất rồi. Nhảy xuống kìa. Rồi, không có góc rồi anh em. Như vậy là team đây còn 2 người. Đấy, nhất các bạn. Mình lên đỉnh đồi đây. Mình lên đỉnh đây. Thông thường thì ở kho quân sự này ấy, có một đội. Thấy mình rồi cơ à? Thông thường thì ở kho quân sự này có một nơi có thể xem được toàn bộ ở bên dưới. Đó chính là cái đỉnh đồi phía trên này. Mình sẽ lên mình cam hai chàng bên dưới vậy. Ui. Cú hồn. Giật nửa mình anh em ạ. Hóa ra là trên này cũng có người. Ê, nhảy đâu bạn ơi? Nhảy đi đâu đấy bạn ơi? Đúng là con trai của ta. Thì ra là cái team này chia làm 2 người. Một người lên đỉnh còn một người xuống dốc. Tính cam mình bằng được. Nhưng mà chia team như vậy là toang rồi. Đây rồi. Bắn chán chê với tìm được cây shotgun thế này. Ok. Mình không muốn anh em thấy những cái pha mù mắt đến từ AWM đâu. Nên là mình sẽ bắn tạm cái gờ ra nhá. Tí nữa có súng ngon hơn thì mình sẽ lụm sau. Có đồ gì không? Cho mình xin ít keo coi. Thôi, đi xuống cho chắc. Hôm nay không biết là ngày gì ấy nhỉ. Chạy 3.800 dặm rồi vẫn chưa thấy địch đâu. Chạy từ kho quân sự vòng lên cổng trời. Xong rồi vòng ra mép rìa ngoài. Bây giờ vòng về khu dân cư vẫn không thấy địch đâu thế này. Nếu như mà để ví cái bản đồ này như là một cái trái đất thì mình sắp đi được một vòng rồi đấy. Mày đừng có à đây rồi. Thấy rồi anh em ơi. Lụm gạo lụm gạo. Có 2 người. Bên dưới xưởng cơ khí hình như là còn có một cái gọi thính. Các bạn cứ bình tĩnh nhá. Dần dần mình sẽ sang hỏi thăm. Hai bạn này team lẻ à? Một người thì trong trường học. Một người chạy thẳng xưởng cơ khí rồi. Rồi xong. Mù mắt quá nhỉ. Hy vọng là mấy chàng cái đường phái UAV. Mình đang rất cần UAV để xác định vị trí của bạn ý. Ở đây. Vừa nói rất mồm xong đã phá xong UAV rồi. Anh chàng kia chắc là cũng biết mình. Đâm ra là bạn ấy ra bạn ấy lựa cái mép đồi. Khôn thế chứ lị. Khôn thế quê mình đầy. Nhưng mà rất tiếc là mình lại không đi đường đấy đâu. Mình sẽ đi đường vòng cơ. Dại gì mà đi đường đấy. Mình cũng sẽ ra mình chiếm cái mép đồi bên này. Rồi đi thôi. Ở cái mép đồi này trông thế thôi nhưng mà rất là lợi nha anh em. Anh em bắn địch thì dễ. Nhưng mà địch mà muốn bắn lại anh em là phải ke rất là mất thời gian. Không đồ gì à? Rồi. Bò ra giữa đường luôn. Trống trơn luôn. Ô, ông thần này chạy bo kiểu gì thế này? Thôi thì mình xin nhá. Một pha chạy bo hơi ẩu anh em ạ. Mà bạn ấy cũng khá là yếu. Không biết là có ai đó đã bắn bạn ấy hay chưa.
Ê, có bông keo tím kìa anh em. Kiểu gì đi kiểu, không đúng thì sai, bên đó kiểu gì cũng có người. Xin cô hãy tôn trọng hàm răng của mình. Chỉ là không biết mấy người thôi. Ý, bên dưới có người nữa kìa. Đi đâu đấy bạn ơi? Đi chạy vòng đúng không? Mình sẽ cam cả hai hướng. What the hell? Ok kìa. Chào ơi, chào à. Rồi xong. Chạy được luôn rồi. Cam anh chẳng biết sau này vậy. Ê. Hey. Chào cậu. Bạn gì ơi? Đi đâu đấy bạn ơi? Ông thần này ông chạy bo mà ông còn chạy vòng 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 vòng. Chạy thế là dở rồi. Chạy thẳng mà có phải là ngon không? Bông keo có chứ phải không có đâu. Gốc cây này không trong bo à? Tiếc thế nhỉ. Rồi, còn 4 người thôi. Cơ hội của mình là đây chứ đâu. Các bạn đang cùng nhau cái tròi bên dưới. Anh em cứ công nhau đi. Cover cứ để mình. Một bé gục. Qua mà cứu đi. Qua mà cứu đi. Bé sau bông keo cũng yếu rồi. Mình sẽ gắng đục cái bông keo để giết anh chàng đó luôn. Bông keo kìa. Ai cho bạn cứu? Lìa nhá. Mình tìm hai người. Chúng ta còn một người cuối cùng ở trên nhà máy điện. Nào, phá cái bình xăng trước. Ây da, đau đấy bạn ơi. Ngon thì bạn xuống đây. Một viên động. Đến em ơi. Yếu lắm rồi. Một máu. Liệu đạn không bạn ơi? 3 2 nè. Không phải đấy à? Lêu lêu, bắn mình đi nè. Lêu lêu. Yeah. Hiếu sợ gái nha mọi người. Sợ gái là dở rồi. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!